Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Rubik BMT. Hiện tại mình đang trên đường tới cửa hàng Rubik BMT ở 121 Điện Biên Phủ, thành phố Buôn Ma Thuột. Thì có nhiều bạn xin địa chỉ shop để đến mua hàng, nhưng khi tới địa chỉ đó thì lại thấy đó lại là một tiệm bánh. Thì đúng là như vậy nha. Lưu ý là shop Rubik BMT á, ở bên trong tiệm bánh này và ở trên tầng 2 cơ. Thì các bạn phải đi vào trong. Thì tầng 1 là tiệm bánh kem Midori các bạn nhé. Bạn nào mà tới mua hàng á, thì cứ đi vào trong. Và với các anh chị ở trong tiệm bánh là em tới mua Rubik thì sẽ được các anh chị dẫn lên tầng 2 nhé. À, trước khi tới mua hàng á, thì nhớ gọi điện trước vào số điện thoại mình để trên màn hình để shop mở cửa chờ các bạn tới nha. Chứ shop Rubik này thì không phải lúc nào cũng mở cửa đâu nha. Các bạn bước lên lầu và đi vào căn phòng này nhé. Đấy, đây là nơi shop Rubik BMT để hàng và gói hàng. Thì hiện tại hơi bừa bộn xíu tại vừa rồi có khá là nhiều đơn hàng ấy. Đấy, hộp gói hàng này, Rubik lung tung hết cả lên. Đấy, và đây là cái tủ đồ của shop. Nơi đây trưng bày tất cả các sản phẩm mà shop đang bán. Bạn nào ở xa không trực tiếp tới được thì có thể mua online trên Shopee Rubik BMT Store hoặc inbox fanpage Rubik BMT Store để đặt hàng nhé. Thì mình sẽ cho các bạn xem một số mặt hàng mà shop Rubik BMT vừa mới nhập về ở dịp đầu năm này. Đa số sẽ là những cục biến thể lạ và thú vị. Những loại này dễ giải thôi, đều là những biến thể từ khối 2x2 và 3x3 hoặc là Pyramids. Có một số loại lạ hơn như là bộ xếp hình QG Tangram này. Được cho là đồ chơi cho trẻ em nhưng không phải ai cũng có thể giải được cái bộ này đâu nhá. Và đây là bộ xếp tháp cầu vùng Hà Nội. Ủa sao lại có cái Hà Nội trong đồ chơi Trung Quốc này nhỉ? Đấy, ồ cái gì đây, trông xịn quá này. Đấy, biến thể Butterfly. Có hộp các kiểu luôn, nhìn xịn vậy chắc là đắt lắm đây. À, để xem còn cái gì mới không. À, shop có về thêm bộ biến thể trái cây này. Có các loại quả như là chuối, cam, táo. Các loại này thì chắc chơi giống Rubik cương thôi, như kiểu Miro 2x2, 3x3 ấy. Thì mình nghĩ sẽ phù hợp cho những em nhỏ chơi để kích thích trí não. Ngoài ra thì hình dáng của nó cũng rất là dễ thương nữa. À, rồi tiếp theo là đây, cục Rubik mạ màu ảo ma Canada mới được về thêm hàng. Trước Tết thì mình có clip nói về em này. Chỉ sau 2 ngày đăng clip lên thì đã bán hết sạch luôn các bạn. Vì cục này quá là đẹp đi. Bây giờ thì về đầy đủ thêm hàng rồi, các bạn có thể đặt thoải mái nhé. Đấy, bên hốc tủ bên này thì thường mình sẽ để các loại biến thể linh tinh. Và ngăn thứ tư này sẽ để móc khóa Rubik, rất là nhiều móc khóa luôn. Móc khóa rẻ có, đắt cũng có, như đây. Móc khóa gan giá 133.000, hình như tầm đấy. Đấy, sơ qua nó là như vậy. À, có cái này. Trên tay mình là cục Rubik nhỏ nhất thế giới. Và giá nó của nó cũng không hề rẻ đâu các bạn. Nhìn thì nhỏ như vậy thôi nhưng mà giá chát lắm. Chi tiết thì các bạn có thể vào xem Shopee Rubik BMT Store để xem nhé. Ok, thì ở cửa hàng nhiều đồ linh tinh quá, khá là lộn xộn nên bây giờ mình soạn ra những món đồ mà mình shop mình mới nhập về ở dịp đầu năm này cho các bạn dễ theo dõi. Thì ở đây đa số là biến thể và những biến thể này sẽ rất là dễ giải thôi. Đấy, đầu tiên là chiếc spinner kỳ dị này. Mình sẽ đi từ những món rẻ trước nha. Thì giá chiếc spinner này là 11.000 bằng một cốc nước mía thôi. Thì cái này có các khớp có thể bẻ ra này, bẻ vào được này. Nó có 4 cạnh này, mỗi cạnh này sẽ có 3 khớp. Thì nhìn nó nhựa nhựa như thế này thôi. Mình sẽ bẻ tạo hình các kiểu xong rồi sẽ xoay. Nhìn khá là hay. Đấy. Nhìn nhựa nhựa như thế này thôi nhưng mà quay cũng mượt phết đấy. Ok, tiếp theo là Rubik rắn. Thì chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì bình thường Rubik rắn tiêu chuẩn nó sẽ có kích thước lớn hơn cái này và được xếp thành hình dạng hình cầu cơ. Như cái tấm hình này này. Ở đây thì nó nhỏ chắc bằng 3 ngón tay của mình thôi. Thường thì mình cũng thấy những món này hay bán ở các ngoài, ở các quán đồ chơi, ở chợ hay là ở gần trường học ấy. Đấy, thì để chơi thì mình sẽ bẻ các cái khớp này ra để có thể tạo thành hình này, tạo thành cái kiếm này, cái súng này hoặc các con vật này. Đấy, thì không biết cái này mình bẻ ra cái hình con gì nữa. Thì để tạo hình thì mình có thể lên YouTube xem, có nhiều video hướng dẫn chơi cái này lắm. Các bạn có thể lên xem thêm nhá. Thôi bây giờ mình thử lắp gọn lại xem hình vuông ban đầu như thế nào. Để cất lại cho gọn nữa.
Rồi, tiếp theo. Đây là khối 3x3 mà mình cũng không biết tên là cái gì nữa. Nhưng mà mỗi mặt của nó lại có họa tiết như bộ cờ mặt trược của Trung Quốc ấy. Để ý thì một số mặt có họa tiết miêu tả những con số từ 1 đến 9. Đấy. Để mình sáo lên xem giải được không. À quên, sáo lên nhưng mà mình không nhớ những cái mặt ban đầu của nó thì làm sao mình giải lại như ban đầu bây giờ nhỉ? Cái này thì chắc phải mò thôi, mò từng tầng. Kết hợp với công thức để xoay tâm nữa thì mới giải được, chứ nếu mà mình giải bình thường bằng CFOP thì có lẽ là không thể nào giải được. Ok, để mình mò tiếp theo. Thì trước đó các bạn nào mà theo dõi Rubik BMT á, hoặc là kênh TikTok Rubik BMT á, thì có thể thấy anh Thông đã làm về thử thách với cái bộ đồ chơi xếp hình này rồi, và cũng được các bạn quan tâm rất là nhiều. Thì để mình bóc ra xem bên trong này nó có cái gì nha. Thì ở đây á, chúng ta có bộ xếp hình với 7 mảnh và một tờ giấy. Tờ giấy này thì sẽ hướng dẫn mình cách tạo hình các chữ số này, các chữ, các số và một số hình thù khác nữa. Và đây được gọi là bộ xếp hình QG Tangram. Link sản phẩm mình để dưới phần mô tả video nhé. Ở đây các mảnh ghép được làm từ nhựa. Thì nhiệm vụ của ta là xáo trộn nó lên. Nhiệm vụ của ta là xáo trộn nó lên và lắp lại sao cho 7 cái mảnh này nằm vừa trong một cái ô vuông đã được cho sẵn này. Ngoài ra thì ta có thể sáng tạo thêm bằng cách xếp các thành các hình thù như là ngôi nhà này, cây thông này. Đấy, thì đây là toàn bộ về cái bộ xếp hình QG Tangram. Và đặc biệt là rất phù hợp cho các bạn nhỏ để có thể kích thích trí não, kích thích khả năng nhận diện hình học. Đấy. Rồi, đây rồi. Đây là khối 3x3 duy nhất ở trong cái mớ này. QG Thunder Class V3M phiên bản hộp mới. Thì QG Thunder Class V3M được ra mắt từ 2019 và được đánh giá là một trong những khối Rubik tốt nhất trong tầm giá 150.000. Tuy giá rẻ nhưng chất lượng thì sẽ chơi như những khối flagship đắt tiền luôn. Thì vừa rồi QG vừa nâng cấp lên cho khối này, đó là làm cho cái hộp to lên. Chứ chất lượng thì mình cũng không biết được có được cải tiến thêm hay không. Đấy, thì khi mình mở ra thì mình có thấy trong này chỉ có giấy hướng dẫn sử dụng thôi, không hề có phụ kiện nào đi kèm cả, cũng như những phiên bản trước thôi. Thì kích thước khối này là 56mm, cầm trên tay khá là đầm tay. Màu sắc thì cũng y chang phiên bản cũ thôi. À đâu, hình như là nó sẽ tươi hơn đấy. Tại hồi xưa mình cũng có xài làm men một thời gian rồi. Ồ, hình như là được cái, hình như nam châm đã được cải thiện. Ờ đúng rồi, nam châm đã được cải thiện mạnh hơn trước. Thường thì những khối giá rẻ này thì khó mà cảm nhận được lực hút nam châm. Tuy nhiên ở khối này mình thấy có sự cải thiện đáng kể. Nam châm ở mức trung bình khá, rất ổn cho chơi speed. First turn thì hơi khô. Khô nhưng mà nó vẫn nhanh nha. Khi mua về thì nhà sản xuất siết ốc hơi chặt, nên là độ cắt góc của khối này nó không được tốt lắm. Mặc dù như này đã khá, mặc dù là cắt góc như này rất là tốt rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nó độ cắt góc nhiều hơn một xíu. Thì có lẽ cần phải nới ốc ra một xíu thì sẽ ok hơn. Ở đây thì ốc được siết chặt nên là cắt góc nó hơi kẹt một xíu. Đấy, thấy ốc nó chặt quá nên mình gỡ không ra được luôn này. Tốc độ của khối này rất là nhanh nha. Thì có thể thấy đó là do cấu trúc của nó này và cái bề mặt của nó nữa. Các bạn có thể thấy phần cạnh và chân góc của nó là nhựa primary. Không biết các bạn có thấy rõ không nhỉ? Đấy, các bạn có thể thấy đây là một chất nhựa rất là nhanh và rất là tốt hiện giờ luôn. Đấy là lý do mà hồi xưa mình từng dùng khối này để làm men luôn. Hình như mua đâu đó thì có 150.000 bên thế giới Rubik. Thì những bạn nào mà mua khối này về ấy, thì sau khi break in xong á, nên ra thêm những loại silicone làm nhanh này và chỉnh lại ốc thì chắc chắn nó rất là mượt và rất là nhanh luôn. Tuy nhiên có một điểm trừ là khối lượng của khối này hơi nặng nên là chơi lâu sẽ hơi mỏi tay một xíu. Ok, thì đấy là một vài chia sẻ của mình với khối Thunder Club V3M này. Thì tổng thể trông rất là đẹp. Cái hộp này mà mua để làm quà, để tặng bạn gái hay bạn trai thì hết sảy luôn đấy. Rồi,
Ở đây shop Rubik BMT vừa về thêm bóng cười, hay còn gọi là Rainbow Ball ấy, hay còn gọi là bóng cầu vồng ấy, tại vì cái này nó có nhiều màu mà. Thì phiên bản trước là hộp giấy, nay được nâng cấp lên hộp nhựa và giá vẫn giữ nguyên. Thì chơi cục này vừa vui, vừa được luyện cơ ngón tay luôn các bạn. Nó có các viên bi này và các vòng tròn tương ứng với màu sắc của các viên bi này. Nhiệm vụ của người chơi là di chuyển các viên bi sao cho màu sắc của chúng trùng với các lỗ trên quả bóng này. Sẽ có 8 viên bi và 9 lỗ. Sẽ có một lỗ trống để làm vị trí hoán vị. Ta sẽ giải một cách ấn vào các viên bi này để nó nhảy sang vị trí trống và tìm cách để hoán vị nó tới với cái ô mà trùng với màu của mỗi viên bi. Thì với cục này thì các bạn chả cần phải dùng tới công thức gì cả, chỉ cần ngồi mò là sẽ ra thôi. Rất là dễ thôi. Đấy, như người mình ngồi mò một lúc này, rồi nó sẽ ra đúng hết các ô thôi, rất đơn giản. Ok, bạn cất cục bóng cười này sang một bên nhé. Tiếp theo cũng sẽ là Rubik quả bóng, nhưng mà là bóng đá. Thực ra quả bóng này chỉ là biến thể của 2x2 thôi. Khi xoay thì các tầng nó không bị lồi lõm như cục Miro 2x2. Nó sẽ có các họa tiết hình trái bóng ở mỗi góc này. Cục này thì chắc để mua để trưng cho vui thôi, chứ nếu mà để giải thì nó cũng chẳng có gì để ta giải cả. Xoay kiểu gì nó cũng không bị biến dạng thì chả hiểu phải giải kiểu gì. À, ngoài cục ở đây ngoài cục thun V3M hồi nãy ấy, thì ở đây mình có một cục 3x3 nữa. Cái này của hãng Yushin và giá rất là rẻ luôn, 22.000. Nhìn giá thì có thể biết đây là Rubik dành cho người mới tập chơi rồi. Để xem bên trong cái hộp này có gì nè. Hộp cái khá là to đấy chứ. Đấy thì ở đây ta có giấy hướng dẫn sử dụng này, đương nhiên rồi. Đặc biệt là ta được kèm thêm đế kê nữa. Có cục 3x3 nào mà dưới 50.000 khi mua được tặng kèm thêm đế như thế này không các bạn? Ok, thì sơ qua thì màu sắc rất là tươi tắn, không bị xỉn màu như những khối Rubik chợ. Ở đây mình có khối VKR21 thì ta có thể thấy được kích thước của khối Yushin giá rẻ này to hơn và màu sắc có phần nhạt và sáng hơn. Đây mình sẽ thử một vài pha cắt góc xem. Cắt góc thì cũng tạm được đấy chứ. Ít ra thì khi xoay cũng sẽ giúp cho mình đỡ bị kẹt. Để mình thử vài show xem nhé. Các bạn nghe kỹ tiếng khi xoay nha. Cảm giác xoay thì có lẽ là khỏi phải bàn rồi. Cục Rubik có 22.000 thì xoay không bị bung bể là mình mừng lắm rồi đấy. Chứ mà để nói về xoay nhanh và cắt góc tốt thì có lẽ là không có đâu. Ok, tuy kíp hơi nặng tay, xoay không được nhanh và rất là khô. Thì tuy nhiên với giá chỉ 22.000 thì mình không thể đòi hỏi gì thêm được rồi. Các bạn có thể mua khối này về tập chơi hoặc có thể mua để mình có thể độ chế thêm nhé. Ok, sang đến khối này. Cái này là biến thể của Pyramid này. Đặc biệt một cái là nó không có trục ở giữa, tức là ở giữa nó rỗng luôn đấy. Không biết nó có xoay giống tam giác bình thường không nhỉ? Trong cục này khá là cứng cáp. Công nhận xoay cứng ngắc luôn đấy. Thì có lẽ cách giải của nó cũng giống như Pyramid thôi. Thì trước tiên ta sẽ giải tâm, sau đó sẽ giải cạnh, đưa các cạnh vào. Thì sau khi giải xong các cạnh thì mình sẽ được một tầng. Kiếp khá là cứng nên là hơi khó để xoay đấy. Rồi khi mà giải xong cạnh thì ta sẽ dùng công thức lên xuống xuống thôi để giải tầng còn lại thôi. Đấy, rất là đơn giản luôn, chơi y chang Pyramid bình thường. Đây, để cho các bạn xem cấu trúc bên trong. Đấy, ok, nó chỉ có như vậy thôi. Và cuối cùng, ta còn lại hai khối này. Ta đi xem biến thể này trước đi. Có thể gọi khối này là biến thể 2x2 mã màu. Nó chơi y chang Miro 2x2 thôi. Cũng có các góc với các kích thước khác nhau. Đấy, khi mà ta xáo lên thì nó sẽ thành lộn xộn như thế này.
Đấy, sau một hồi mò thì mình cũng đã giải xong rồi. Thì con này xoay được rất là mượt nha và không bị kẹt. Cũng rất là ok đấy. Và cuối cùng là em móc khóa pyramid này. Ngoài những móc khóa thông dụng như là 3x3 thì ta còn có những móc khóa như là móc khóa gear này, móc khóa 2x2 và cái móc khóa tam giác này. Đấy, chơi nó hơi kẹt vì nó bé quá. Nhưng có thể thấy đây là một món phụ kiện khá là thú vị. Khi mà ta đeo vào chùm chìa khóa hay là ba lô túi sách của mình ấy, thì trông rất là đẹp, rất là lạ luôn. Ok, clip đến đây cũng khá là dài rồi. Mình vừa giới thiệu một số món hàng mà Rubik MMT Store vừa mới nhập về. À, ngoài ra shop vừa mới mở bán thêm túi đựng Rubik phiên bản mùa xuân với màu hồng nam tính. Link các sản phẩm mình sẽ để ở đây hoặc là dưới phần mô tả nhé. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Hẹn gặp lại các bạn với những sản phẩm mới vào tuần sau nhé.